Ok, chào mọi người, chào mọi người với trên channel mình là Mèo Phương bên đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để giảm lag bằng cái phần mềm game tên phần mềm này là phần mềm rất nổi tiếng rồi, cho nên là mình không có chỉ cách tải nữa, nhưng mình sẽ nói sơ về cách tải thôi. Anh em ghi trên Google ghi game tên APK Pure là nó sẽ hiện ra rồi anh em tải về hay là hết rồi. Thì cái phần mềm nó giảm lag này nó còn bá hơn cả Parallel Space anh em ạ. Tuy nhiên nó sẽ giảm cái độ quả của anh em xuống. Mình sẽ test bằng game Survival Hero nha. Còn phần mềm thì anh em có thể biết là cái bất kỳ một game nào đó mà máy mình chơi thì nó sẽ cái động hư, như là máy mình chỉ có 2 GB thôi. Mình sẽ đây, anh em bấm vào cái dấu gân cưa ấy, cái dấu gân cưa trong cái chỗ Survival Hero hiện ra. Lúc đầu ấy thì nó sẽ cho độ phân giải của anh em là 100% đó. Anh em có thể giảm độ phân giải xuống, rồi tới tốc độ khung hình anh em cho lên 60. Ok, tiếp theo là anh em bấm nút blue thôi, áp dụng. Rồi sau đó anh em vào game, mình sẽ cho anh em thấy là trước khi và sau khi xài game Tiner là như thế nào. Đây là trước khi xài game Tiner nha, em có thấy là nó đang chạy rất là cũng thật ra là game nó 100% đó nè, nhưng mà mình sẽ cho xuống 75 bởi vì mình sợ là 100% máy mình nó sẽ vô game nó sẽ đứng luôn anh em, thế cho nên là thôi cho 75 vậy. Anh em có thấy là cái animation nó đang di chuyển rất là chậm đó, và mình sẽ fit rank luôn đấy. Nói chung fit rank là mình sẽ chết để cho mấy người khác thêm rank đấy. Ở đây có thể đào được kho báu ư? Dám kéo rank nhỉ? Ô mình chưa chết kìa. Anh em có thấy là FPS của mình đang là 16 nha. Mày ôi cũng có hàng FK với mình kìa. Ôi sẵn thằng này FK sẵn tiện luôn. Anh em thấy nha, FPS chỉ là 16 thôi. Bây giờ mình sẽ bấm vô cài đặt sẵn tiện mình test luôn. Thằng này FK là ý trời rồi. Mình sẽ cho cái tỷ lệ độ phân giải số 40 đây, 40. Anh đừng cho xuống số 1 nha anh em. Em cho xuống số 1 thì nhìn sẽ mù mắt đấy. Rồi xuống số 1 thì anh em nhìn vô thì anh em chỉ có ăn đầu bùi thôi. Đấy, mai mà gặp ngay anh em FK, anh em có thấy độ quả nó đang xuống một cách rất là thảm hại, nhưng mà cái độ mượt nó rất là nhanh. Độ mượt đấy, độ mượt của nó được tăng lên phải gọi là tốc độ bàn hờ nè. Đây anh em thấy di chuyển của mấy cái con nhân vật trong cái màn hình chính của giao diện mình nó cũng là mượt mà hơn một tí. Mình phiên anh em nên để là 50 60 thôi, chứ anh em mà để cái 40 như mình nó thì chỉ có mù mắt thôi, để số 1 thì nó còn lé mắt đây. FPS đang là 21 nè. Ok. Đấy. Ôi trời ơi, đẹp. No. Đó phải cái volume tôi định tắt biến hết não giống như trong Liên Minh. Đấy anh em có thấy là cái FPS từ 21 nó lên tới F16 lên tới 21 luôn. Bây giờ mình sẽ thử giảm độ quạ hơn súng nữa. Thật ra lúc mà mình chơi Survival Hero thì FPS của mình là 14 thôi nè. Đấy, mình sẽ giảm độ quạ thêm nữa nha. Đây, mình sẽ giảm tới cái độ quạ hãm hại là 20 luôn. Nếu mà anh em giảm tới độ quạ 1 á, là anh em sẽ không biết phân biệt là cái đéo gì đang diễn ra luôn nè. Nếu mà anh em chơi trò đó lâu năm ấy thì anh em có thể phân biệt được cái đéo gì đang diễn ra. Còn nếu anh em không chơi thì anh em kiểu như là đây, anh em có thấy chưa, độ quạ 20 mà nhìn nó là như là một thằng ngáo cần rồi. Thì độ quạ 1 thì anh em sẽ biết là cái độ phê của nó như thế nào đấy. Tuy nhiên FPS của chúng ta thì rất mượt đây. Đấy, giống như chơi game Pixel hồi xưa vậy. Đó, mình còn chậm trả thấy số luôn kìa. Trả thấy số đâu mà nói cho nếu bao nhiêu FPS luôn kìa. Khổ thật. Xem kìa, phải cầm mắt rồi. Ok, anh em có thấy là thấy cái đéo gì vậy? Mình sẽ bật cái độ khung hình cao lên. Nó lên tới 34. Cỡ 34 FPS này nè. Đó. Ê, mắt mình khó chịu quá anh em ơi. Thôi, kiểu này không chơi đâu. Ok, bây giờ mình sẽ cho anh em thấy độ phân giải 1 như thế nào, chuẩn bị mù mắt đi. Ê, 5 thôi. Nó chỉ cho 5 thôi nè, nó không cho 1. Giờ mình nhầm rồi, nó chỉ cho 5 thôi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ xem độ phân giải 5 nó phê cái nào nha nè. Rồi ok, anh em có thấy là chúng ta không thấy, không biết con mẹ gì đang diễn ra kìa. Đấy, anh em thấy cái khanh nó chạy nhanh không? Nhìn như cơn gió vậy. Anh em thấy là như là đang xem hentai gì, đang xem sách vậy. Nó che đi mấy phần gợi cảm, chả biết gợi cảm chứ nào. Ok, anh em có thấy là FPS của chúng ta đang rất là mượt, mặc dù mình không thấy FPS nó nằm ở đâu cả. Đấy, nhưng mà game rất là mượt anh em nhé.
Ok, video này của mình đến đây kết thúc rồi. Và mình khuyên anh em nên để bé cái độ phân giải là 40 trở lên. Nếu anh em để 40 trở xuống thì tỷ lệ mù mắt của anh em rất cao. Rồi, ok, chào các bạn trong những video clip lần sau nhé. Bye bye.